Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Audio. Trong tập trước, sau khi đã triệt để vạch mặt đắc tội với gia các thế gia, đám người tình tuyết Tư Lam cũng biết, bọn họ nếu còn ở lại Nam Đỗ Thành sẽ vô cùng nguy hiểm, cho nên cần phải lập tức đưa hàng hóa trở về trong tộc ngay. Rất nhanh, Song Phương đã thương lượng xong, ở đây chỉnh đốn một chút, bổ sung cho chiến thuyền, sau đó bí mật lên đường đến tổ địa của tình tuyết thế gia, về phần những người bị thương, ở trên chiến thuyền nghỉ ngơi và hồi phục là được, tránh cho gia các thế gia triệu tập cao thủ đỉnh cấp đến nhằm vào bọn họ. Mấy canh giờ sau, bọn từng Trần nhanh chóng lên chiến thuyền mở ra một thông đạo bí ẩn, rời khỏi Nam Đỗ Thành. Mà chiến thuyền Tình Tuyết Thế Gia vừa rời khỏi Nam Đỗ Thành, tin tức này đã lặng lẽ đưa đến nơi trú đóng của gia các thế gia ở Nam Đỗ Thành. Gia các trưởng lão, người đoán không sai, người Tình Tuyết Thế Gia hầu như không nghỉ ngơi và hồi phục, chỉ là bổ sung thêm một ít tiếp tế, sau đó lập tức rời khỏi Nam Đỗ Thành. Một thám tử của gia các thế gia hồi báo. Trong nơi trú quân, gia các phong và mấy trưởng lão gia tộc gia các vẫn còn sống, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, người muốn chạy gấp như vậy, xem ra Tình Tuyết Thế Gia ở đây không có cao thủ mà lão tổ tình tuyết thế gia mấy vạn năm chưa từng xuất hiện có lẽ đã sớm tọa hóa mấy năm nay vẫn luôn co rút thế lực mà lần này gia tộc gia các chúng ta đều đặt không ít tinh lực ở biên giới nam thiên giới tình tuyết thế gia cũng biết đương nhiên không dám đối cứng với chúng ta bất quá nếu bọn họ cho rằng như vậy có thể thoát khỏi bàn tay của chúng ta vậy thì quá hảo huyền rồi một trưởng lão bên cạnh gia các phong cũng cười lạnh nói tình tuyết thế gia cũng không nghĩ gia tộc gia các chúng ta làm sao có thể đặt chân ở nam thiên giới trước mặt thế gia gia các chúng ta muốn thần không biết quỷ không hay trốn đi điều này sao có thể chứ đi chúng ta bây giờ đi theo chờ ra khỏi nam đổ thành tìm một chỗ bí ẩn trực tiếp chém giết toàn bộ người của tình tuyết thế gia kia không lưu một ai đến lúc đó hủy thi diệt tích ai có thể biết là chúng ta động thủ lần này thiên giới náo loạn là cơ hội cuộc khởi của gia các thế gia chúng ta bước đầu tiên chính là đã kích tình tuyết thế gia trước tiên những thứ này lại dám đối nghịch với gia các thế gia chúng ta không vội trong trận chiến trước đó rõ ràng gia tộc gia các ta chiếm thượng phong lại không hiểu sao vẫn lạc bốn vị trưởng lão ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng gia các phong hiếp mắt người khác nói hắn điên cuồng hắn chỉ là cả gan lớn mật mà thôi lại không phải mãn phu vẫn luôn cảm thấy trận chiến lúc trước có chút không đúng bất quá không sao ta đã đem sự tình nơi này truyền về gia tộc vừa lúc gia các đồ dương thái thượng trưởng lão trùng hợp ở phụ cận nam đỗ thành quản lý sự vụ biên cảnh nam đỗ thành hắn nhận được tin tức đã chạy tới có gia các đồ dương thái thượng trưởng lão mặc kệ tình tuyết thế gia kia có nội tình gì đều khó thoát khỏi cái chết gia các phong lạnh lẽo nói nghe vậy trên mặt mấy người ở đây đều lộ ra vẻ dữ tợn thái thượng trưởng lão gia các đồ dương bọn họ đều biết luận bối phận thậm chí còn hơn cả đương kim gia chủ gia cát diệu là một trong những cao thủ cao cấp nhất của gia cát thế gia cường giả thánh chủ đỉnh phong là một lão cổ hủ lần này lão tổ lên tiếng tất cả cường giả của gia tộc gia cát đều dốc toàn bộ lực lượng nếu không thì những lão già này đều đang bế quan khổ tu ở sâu trong thời không có gia cát đồ dương thái thượng trưởng lão bọn họ đều an tâm chỉ cần không phải lão tổ của tình tuyết thế gia xuất hiện cho dù gia chủ của tình tuyết thế gia ở đây cũng có thể chuyển mình một chút thậm chí còn có thể toàn thân trở ra đi chúng ta theo dõi trước theo chiến thuyền của tình tuyết thế gia chờ gia các đồ dương thái thượng trưởng lão chạy tới một lát sau trong nơi đóng quân của gia các thế gia gia các phong và mấy cường giả trưởng lão lặng lẽ lướt đi rời khỏi nam đổ thành ẩn vào hư không cũng trong thời gian này tại phủ thành chủ ở chỗ sâu trong thời không vô tận thành chủ bá cầu đang nhắm mắt dưỡng thần toàn thân dũng động đạo đạo khí tức quy tắc đáng sợ những lực lượng quy tắc này như là xiềng xích vần quanh thân hắn tản mắt ra lực lượng mênh mông đột nhiên một bóng người xuất hiện ở vùng hư không này chính là một vị phó thành chủ nam đổ thành mỉm cười với thành chủ bá cầu lên tiếng nói bá cầu thành chủ quả nhiên đúng như ngươi dự đoán tình tuyết thế gia không dừng lại ở nam đỗ thành mà là trước tiên rời khỏi nam đỗ thành theo sát sau người của gia các thế gia cũng xúc động dường như truy tung tới phía tình tuyết thế gia kia hừ những thế gia nam thiên giới này quá kỳ cục đã là lúc nào rồi ma tộc ma tôn cũng đã xâm nhập vào hư không triều tịch hải hai bên còn đang âm thầm tranh đấu muốn trở thành đệ nhất nam thiên giới gì đó nhưng tộc chúng ta thật đúng là chủng tộc tranh đấu trong tổ giọng nói bá cầu lạnh lẽo mang theo nồng đậm bất mãn đặc biệt là gia tộc gia các kia mấy ngày nay làm sằng làm bậy ở nam đỗ thành khiến nam đỗ thành chứng khí mù mịt bá cầu thành chủ chúng ta nên làm gì bây giờ có phải cần thông báo lên ngăn cản bọn họ nội chiến không phó thành chủ kia câu mày nói ngăn cản người có thể ngăn cản được không bá cầu hừ lạnh một tiếng gia các thế gia này thời viễn cổ là đệ tử bị ruồng bỏ của thiên cơ tông về sau thiên cơ tông vì tương lai của nhân tộc phạm vào thiên cơ cuối cùng triệt để hủy diệt hiến tế bản thân trả giá tất cả cho nhân tộc nhìn gia tộc gia các này đi ai cũng làm gì chẳng trách lại thành kẻ bị ruồng bỏ của thiên cơ tông lúc này còn nằm trong ổ gia tộc gia cát này một lòng muốn về tông nhận tộc trùng kiến thiên cơ tông muốn trở thành một trong những thế lực đỉnh cấp của nhân tộc theo ta thấy là mơ mộng hảo huyền vậy chẳng lẽ để cho bọn họ tùy ý tranh đấu vậy ngươi có thể làm gì nếu gia cát thế gia muốn trở thành đệ nhất nam thiên giới cứ để hắn đi làm cho tốt bất quá ta thấy với tâm tính của gia cát thế gia này đời này đều không thể trở thành thiên cơ tông thứ hai bá cầu hừ lạnh một tiếng hiếp mắt nói cấp trên đã hạ mệnh lệnh Hành động của gia các thế gia mấy ngày nay thật sự có chút cổ quái, lúc trước Tinh Thần cung, Đại Vũ thần sơn và Cao tầng thiên công tác từng đi tới gia các thế gia để lão tổ gia các thế gia suy tính bí mật hư hải, kết quả không công mà lui. Bất quá bên trên hoài nghi, gia các lão tổ đã suy tính ra gì đó, cho nên mấy ngày nay mới có hành động như vậy. Yêu cầu phía trên để cho chúng ta nhìn chằm chằm gia các thế gia, cho nên ta phải tỏa trứng nơi này. Ngược lại ngươi, có thể đi theo nhìn một chút, nhìn xem rốt cuộc gia các thế gia này đang làm gì. Nếu có hành động cổ quái gì, cần phải lập tức hồi báo cùng thời gian này ở trong hư không vô tận chiến hạm của tình tuyết thế gia đang nhanh chóng bay vút vượt qua chân trời nam đổ thành cách tổ địa của tình tuyết thế gia vô cùng xa xôi xem như đã xuyên qua vô số thiên vực thậm chí còn rộng lớn hơn nhiều so với đông thiên giới bất quá cũng may nam thiên giới và đông thiên giới khác biệt là các đại thiên vực của nam thiên giới đều có truyền tống trận có thể dễ dàng vượt qua rất nhiều khu vực bởi vậy ước chừng còn có một tháng là có thể đến tổ địa của tình tuyết thế gia tuy mọi người rời khỏi nam đổ thành nhưng vẫn cực kỳ cảnh giác bởi vì bọn họ biết gia tộc gia các tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ một khi có cơ hội nhất định sẽ phản công bọn họ chiến thuyền vượt qua hư không điên cuồng xuyên qua chính là để tránh né gia tộc gia các truy sát bất quá bọn tình tuyết minh đều rõ ràng Gia các thế gia nắm giữ vận mệnh thuật nếu thật sự truy tung bọn họ rất khó có thể đào thoát bởi vậy trên đường đi người của tình tuyết thế gia đều lo lắng sư phụ thật xin lỗi không thể để cho các người hảo hảo dạo chơi nam đỗ thành cứ như vậy vội vã rời đi trên chiến thuyền tình tuyết tư lam thất lạc nói nàng còn muốn mang theo từng trần hảo hảo dạo chơi nam đỗ thành không thể tưởng được cứ như vậy bị phá hủy nhà đồ ngốc sợ cái gì còn sợ sau này không có cơ hội đi dạo nam đổ thành sao tần trần cười cười sờ sờ đồ tình tuyết tư lam nói tình tuyết tư lam lập tức xấu hổ cúi đầu không nghĩ tới tần trần lại sờ đồ nàng khuôn mặt giống như quả táo đỏ đỏ ửng lỗ tai cũng đều đỏ minh thúc và bỉnh thúc ở bên cạnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim lập tức không nói gì trong lòng cũng giật mình không thôi nhị tiểu thư vậy mà một chút cũng không có không vui phải biết rằng trước kia ngoại trừ đại tiểu thư bất cứ ai đụng phải nhị tiểu thư nhị tiểu thư đều sẽ rất không vui trần tư lam đều là đại cô nương ngươi sờ đồ người ta như vậy cũng không sợ người ta xấu hổ Người xem tư lam mặt đều đỏ rồi u thiên tuyết ở một bên nhắc nhở không mộng tuyết tỷ tỷ sư phụ hắn thích là được ta không sao tình tuyết tư lam thốt lên chỉ cảm thấy từng trần sờ đồ nàng như bị điện giật động tác vô cùng thân thiết làm cho nàng có một loại cảm giác không nói ra lời trong lòng giống như có chú nai nhỏ đang nhảy loạn trước kia chưa từng có cảm giác này chính nàng cũng không biết vì sao lại như vậy chỉ là lời này của nàng vừa nói ra khỏi miệng lập tức trên mặt càng thêm đỏ lên đỏ tươi ướt át từng trần cũng ngẩn người hắn nhìn tình tuyết tư lam giống như một đứa trẻ vô cùng đáng yêu không nhìn được sờ sờ đồ nàng cũng không phải có tâm tư gì nhìn thấy tình tuyết tư lam mặt đỏ bừng không khỏi thu tay về cũng đúng tình tuyết tư lam cũng là đại cô nương không phải trẻ con cũng không phải hữu tô tiểu tiểu bị hắn sờ như vậy có vẻ không tốt lắm trần thanh huynh có chuyện ta phải nói cho ngươi biết chúng ta ở nam đỗ thành đã giết nhiều trưởng lão của gia các thế gia như vậy gia các thế gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ ta hoài nghi đối phương nhất định sẽ âm thầm theo dõi chúng ta hạ sát thủ với chúng ta cho nên đoạn đường này chúng ta có thể sẽ không an toàn mặc dù chúng ta đã truyền tin tức về gia tộc bất quá tình tuyết thế gia chúng ta phụ cận nam đổ thành không bố trí nhiều lực lượng chỉ sợ minh thúc nhìn thấy bầu không khí có chút xấu hổ vội vàng mở miệng nói đúng trần thanh huynh chư vị vì an toàn nếu như các ngươi muốn rời khỏi chiến thuyền tình tuyết thế gia chúng ta cũng không thành vấn đề dù sao chuyện này không liên quan đến các ngươi ta và minh lão bọn họ đã thương lượng tiếp theo chúng ta sẽ đi ngang qua một số nơi ít người thấy nếu như các ngươi muốn rời đi có thể ở giữa đường rời đi như vậy sẽ không dẫn người chú ý bỉnh thúc nói xong liền đưa tay lấy ra một cái ngọc giản trong này có địa đồ nam thiên giới mà tình tuyết thế gia chúng ta đo vẽ cùng với một ít sự việc cần chú ý so với địa đồ bên ngoài khẳng định là hoàn chỉnh hơn nhiều mấy vị ở nam thiên giới hẳn là có thể dùng được về phần mấy vị trợ giúp chúng ta nói đến đây bỉnh thúc cười khổ một tiếng mặc dù trên chiến thuyền này cũng có không ít thứ tốt nhưng đều là hàng hóa tình tuyết thế gia chúng ta hơn nữa lấy thực lực trần thanh huynh chỉ sợ cũng không để vào trong mắt về sau nếu trần thanh huynh tới tình tuyết thế gia chúng ta tình tuyết thế gia chúng ta tất nhiên sẽ quét giường đón chào hơn nữa cho đủ báo đáp từng trần quét mắt nhìn ngọc giảng bên trong quả nhiên là bản đồ lớn của nam thiên giới hắn cười cười thu vào trong ánh mắt tình tuyết tư lam ở bên cạnh lóe lên một tia mất mát lẩm bẩm nói sư phụ lần này đắc tội với gia các thế gia chỉ sợ không thể mang bọn ngươi trở về tổ địa của gia tộc ta chẳng qua đợi chúng ta trở về tình tuyết thế gia ngươi nhất định phải đến tổ địa tìm chúng ta trên bản đồ này đều đã đánh dấu địa điểm từng trần nghe vậy thì cười nói nhanh như vậy đã đuổi người đi rồi các ngươi đã biết là sẽ gặp nguy hiểm sao ta lại yên tâm để các ngươi rời đi sư phụ ngươi không đi tình tuyết tư lam mở to hai mắt nhìn minh thúc và bỉnh thúc cũng lắp bắp kinh hãi bọn họ đã nói rõ tính nghiêm trọng của vấn đề bọn tần trần lại muốn lưu lại ta nói là phải đi lúc nào nếu người gia các thế gia kia dám tới vừa vặn khiến bọn họ lại tới không về tần trần hiếp mắt nói tản mắt ra hàng quan âm u tần trần không sợ cao thủ của gia các thế gia đến ngược lại là sợ cao thủ của gia các thế gia không đến bởi vì trước khi hắn đến nam thiên giới đã từng điều tra trước đó lúc ở hư không chợ phiên cũng nghe ngóng qua thậm chí trong lúc vô tình hỏi qua tin tức minh thúc và tình tuyết tư lam bọn họ có liên quan tới thông thiên kiếm cát và cơ gia nhưng để cho tầng trần ngoài ý muốn chính là bọn họ vậy mà cũng không biết bất cứ tin tức gì của thông thiên kiếm các và cơ gia nhưng tầng trần rất rõ ràng thông thiên kiếm các ở thời kỳ viễn cổ đích thực là ở nam thiên giới mà lúc trước người của cơ gia đón được như nguyệt cũng đã nói với người của quảng hàng cung bọn họ muốn trở về nam thiên giới bởi vậy hai thế lực lớn này tuyệt đối là ở nam thiên giới chẳng qua thiên giới rung chuyển sau khi trải qua ước vạn năm tang thương tin tức của hai thế lực lớn này đã mai danh ẩn tích muốn tìm được thông thiên kiếm các và cơ gia chỉ dựa vào sông loạn là vô dụng chỉ có tình tuyết thế gia thế gia sừng sững ở nam thiên giới vô số năm tháng này thì may ra mới có thể có một ít tình báo đây cũng là nguyên nhân tại sao từng trần muốn đi tình tuyết thế gia bọn tình tuyết tư lam không biết nhưng tình tuyết thế gia có một vị lão tổ sống sót vô số năm nếu như còn sống tất nhiên có thể biết được hoặc là gia tộc gia cát thân là thế gia vận mệnh nắm giữ vận mệnh lịch sử cổ xưa nói không chừng sẽ biết được gì đó mà đúng lúc này từng trần nhớ mày trong cảm giác của hắn một luồng khí tức vận mệnh mạnh mẽ mơ hồ hiện ra đi theo phía sau chiến thuyền xa xa mang theo xác ý nồng đậm quả nhiên đã tới khóe miệng tần trần lặng yên phát họa ra một tia cười lạnh lúc trước ở nam đỗ thành hắn không tiện bại lộ nhưng ở hoang sơn giả lĩnh này hắn sợ cái gì trong lòng tần trần có một chút hưng phấn một mình gia các phong chắc chắn không dám tới nếu hiện tại đã dám xuất hiện như vậy tất nhiên có ngoại viện rất có thể là cao thủ đỉnh cấp của gia các thế gia như vậy đối phương biết được xác suất tin tức của cơ gia và thông thiên kiếm các đương nhiên cũng tăng lên rất nhiều minh thúc tư lam các người khống chế chiến thuyền tiếp tục đi về phía trước tìm một chỗ vắng vẻ mấy người chúng ta muốn đi ra ngoài một chút các ngươi không cần chờ chúng ta chúng ta rất nhanh sẽ đuổi kịp tần trần đột nhiên cười nói quay sang nói với đao vương mộ chi phong người ở lại đây đứng ở một bên nghe tần trần nói vậy ánh mắt minh thúc và bỉnh thúc liền ngưng lại lên tiếng hỏi trần thanh huynh có phải người của gia tộc gia cát đuổi tới không không sai người của gia cát thế gia đã ở phía sau tần trần mỉm cười nói sư phụ các ngươi muốn đối phó với người của gia cát thế gia vậy không được tình tuyết tư lam lập tức cuốn lên ngươi không biết gia tộc gia cát cường đại thế nào đâu nếu bọn họ đã theo tới đây chắc chắn có chuẩn bị Tần Trần nghe vậy thì sờ sờ đồ Tình Tuyết Tư Lam nói, yên tâm, vì sư không có việc gì. Minh Thúc, nơi này liền giao cho các ngươi. Mộ Lão, ngươi ở lại đây, bảo vệ chiến thuyền của Tình Tuyết thế gia. Cũng không đợi bọn Tình Tuyết Tư Lam nói thêm gì, Tần Trần mang theo thanh khâu tự y và U Thiên Tuyết nhanh chóng rời khỏi chiến thuyền, ẩn dấu trong hư không. Trên chiến thuyền, vẻ mặt Tình Tuyết Tư Lam lo lắng, sư phụ, người làm vậy sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Minh Thúc và Bỉnh Thúc cũng cảm động vạn phần, tuyệt đối không nghĩ tới đám người Tần Trần lại vì Tình Tuyết thế gia bọn họ mà một mình đi đối mặt cao thủ gia tộc gia cát lòng dạ Trần Thanh Huynh này để bọn họ cảm thấy vô cùng không phục và cảm kích. Trong hư không vô tận, sau khi từng Trần mang theo bọn Thanh Khâu Tử Y lặng yên ẩn giấu trong hư không, thì không bao lâu, liền thấy xa xa từng đạo lưu quang bay vút đến, trên thân những người này tuôn trào ra lực lượng như đại dương đáng sợ, tản mắt ra khí tức làm lòng người run sợ, đạo vận mệnh lực dũng động, cho người ta một loại cảm giác uy hiếp mãnh liệt. Ở giữa những người này, một cường giả cả người khí huyết thông thiên, như là đại dương bao la, bị vây ở giữa, ánh mắt của hắn như là sấm sét, vô tận quy tắc vần quanh trên người hắn, dung hợp hoàn mỹ với thiên đạo, phản phất hắn chính là thiên đạo thiên đạo chính là hắn từng trần thấy rõ trong hư không vô tận sau lưng người này lơ lửng một đạo ánh sáng mặt trời chói chang mênh mông vô biên bên cạnh hắn còn có một đám cao thủ đỉnh cấp vần quanh năng lượng vận mệnh mà gia các phong cũng ở trong đó ta cảm nhận được lực lượng vận mệnh mãnh liệt người này là cao thủ đỉnh cấp còn mạnh hơn cả thánh chủ đỉnh phong của không hải tộc dù sao vận mệnh của gia các thế gia cũng cực kỳ cường hãn vận mệnh vô thường người bình thường đều không thể đối kháng được từng trần cực kỳ hiểu uy lực của vận mệnh chi đạo hắn chính là người nắm giữ quy tắc vận mệnh nhưng hắn chỉ là kẻ nắm giữ vận mệnh chi đạo của gia cát hút dưới sự thôi diễn của khởi nguyên chi thư hắn nắm giữ quy tắc vận mệnh nhưng đắm chìm trong quy tắc vận mệnh cũng không có bao nhiêu năm nhưng cường giả gia tộc gia cát này lại khác vô số vạn năm qua gia tộc gia cát đều là người khống chế vận mệnh bọn họ tất nhiên nắm giữ chiêu số cường đại của rất nhiều vận mệnh thuật có rất nhiều thần uy ảo diệu khó có thể thông trắc đặc biệt là vận mệnh chi thuật có thể nhìn thấu quá khứ tương lai từng trần muốn ra tay nhất định phải vạn phần cẩn thận tính toán tốt tất cả miễn cho bị phát hiện hư không nơi này mặc dù thập phần bí ẩn nhưng vẫn không nên động thủ cho nên tần trần u thiên tuyết thanh khâu tử y ẩn giấu hình thể của mình không phát ra bất kỳ sát ý gì miễn cho bị phát hiện gia tộc gia cát này theo dõi sau chiến thuyền của tình tuyết thế gia ẩn giấu thân hình ánh mắt quét qua bốn phía vô cùng cảnh giác cũng may không phát hiện ra đám người tần trần gia các đồ dương thái thượng trưởng lão cuối cùng ngươi cũng đã tới lần này tình tuyết thế gia quá mức kiêu ngạo vậy mà chém giết không ít trưởng lão của chúng ta đơn giản sao có thể có lý đó chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới mời đồ dương thái thượng trưởng lão ngài tự mình đến đây đúng vậy lần này tình tuyết thế gia cũng không biết chuyện gì xảy ra rõ ràng chỉ có mấy tên tình tuyết minh lại khiến chúng ta chật vật như vậy thật sự là tà môn ta nghe nói lần này nhị tiểu thư của tình tuyết thế gia mang theo thương đội rời khỏi nam thiên giới là vì đại tiểu thư của tình tuyết thế gia bị trọng thương đi tìm kiếm bảo vật trị liệu nếu để cho nhị tiểu thư trở lại tình tuyết thế gia không phù hợp với lợi ích của gia các thế gia chúng ta cho nên nhất định phải bắt bọn họ lại hừ lần này lão tổ bảo chúng ta thủ ở nam thiên giới là bởi vì lão tổ tính được tung tích người hư hải kia ở chỗ này ôn cây đợi thỏ các ngươi làm như vậy nếu phá hủy kế hoạch của lão tổ xem các ngươi giải thích như thế nào với lão tổ gia cát đồ dương hừ lạnh một tiếng đây không phải là có đồ dương thái thượng trưởng lão ngài ở đây sao gia cát phong cười dữ tận nói dùng thực lực của đồ dương thái thượng trưởng lão ngài bắt lấy người của tình tuyết thế gia kia cướp đi bảo vật của bọn họ cũng coi như là chém giết một phần đại địch của gia cát thế gia chúng ta lão tổ còn cao hứng không kịp đấy thái thượng trưởng lão ngài hùng tài đại lược tương lai nhất định có thể trở thành tôn giả nói không chừng tương lai ngài cũng sẽ trở thành lão tổ của gia các thế gia ta cũng không chừng một trưởng lão khác bắt đầu nịnh nọt thái thượng trưởng lão lần này chúng ta nhằm vào tình tuyết thế gia nghe nói nhị tiểu thư tình tuyết thế gia kia thiên chân lãng mạn là minh châu của tình tuyết thế gia cốt sắc thiên hương trời sinh ngọc cốt băng cơ không biết lão tổ có hứng thú hưởng thụ một phen hái bộ đến thân thể ngọc cốt băng cơ của nàng rất có ích đối với tu vi một trưởng lão cười dâm nói ra đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.